Mỹ dự kiến triển khai tên lửa siêu vượt âm. Để đối phó Iran, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đưa vào sử dụng hệ thống vũ khí siêu vượt âm mới có tên là Dark Eagle. Theo Viện Washington, đây là loại tên lửa chiến lược đất đối đất với thiết kế siêu vượt âm có thể cơ động theo quỹ đạo phức tạp để tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 3.000 km. Nếu Mỹ triển khai Dark Eagle ở khu vực Trung Đông và mời các sĩ quan đồng minh đến quan sát, điều này sẽ cho Tehran thấy rằng Mỹ đã sẵn sàng sử dụng hệ thống tấn công nhanh và chính xác nhất để gian đe và nếu cần để áp chế. Trước đó, Mỹ đã đưa các tàu khu trục lớp Arleigh Burke mới nhất vào khu vực, có khả năng sử dụng các tên lửa đánh chặn hiện đại. Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm cho phép chỉ huy tác chiến thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của không lực, từ ưu thế trên không cho đến thu thập và phân phối thông tin tình báo, cũng như chế áp các hệ thống phòng không của đối phương. Năng lực tên lửa của Iran qua cuộc tấn công Israel. Mối đe dọa mới nào? Iran hiện sở hữu một kho tên lửa cực kỳ đa dạng, bao gồm cả tên lửa siêu vật âm và các loại sử dụng nhiên liệu rắn, lỏng. Điều này đã khẳng định sức mạnh quân sự đáng gờm của Iran tại khu vực Trung Đông. Theo tờ Arab News ngày 2 tháng 10, cuộc tấn công tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran và Israel đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, đặc biệt là khả năng tên lửa của Tehran. Đây không chỉ là hành động đẹp đáp trả chiến dịch của Israel nhắm vào Hezbollah ở Lebanon, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển của Iran về tên lửa đạn đạo trong khu vực. Iran đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển tên lửa suốt nhiều thập kỷ qua, bao gồm cả việc hợp tác kỹ thuật với Triều Tiên, Nga và Trung Quốc. Theo báo cáo từ văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, Iran đang sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất khu vực với khả năng tầm bắn và cơ động đã được cải thiện rất nhiều. Iran rõ ràng đang trở thành một đối thủ đáng gờm về quân sự trong khu vực. Một trong những bước tiến quan trọng của Iran là kéo dài thân tên lửa và chế tạo bằng vật liệu composite nhẹ hơn, giúp tăng tầm bắn mà vẫn giữ được tính cơ động. Nhờ vậy, Iran có thể triển khai tên lửa đến những vị trí xa hơn mà không bị giảm hiệu suất. Iran hiện sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo với tầm bắn đa dạng, từ loại tầm ngắn như Shahab 1 bắn xa 300 km đến loại Shahed với tầm bắn lên đến 2.500 km. Đặc biệt, tên lửa K-3 có tầm bắn 2.000 km và tốc độ bay cực nhanh, cho phép vươn tới các mục tiêu trong khu vực, kể cả Israel. Cuộc tấn công gần đây của Iran vào Israel cũng cho thấy họ có hệ thống phóng tên lửa rất đa dạng. Chuyên gia Fabian Hin cho biết, Iran đã dùng cả tên lửa nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng giúp tăng cường khả năng tấn công chính xác và khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Một bước tiến lớn khác của Iran là tên lửa siêu vật âm ra mắt vào tháng 6 năm 2023. Tên lửa này bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có thể bay theo quỹ đạo phức tạp, làm các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Israel và phương Tây gặp thách thức lớn. Chiến lược của Iran là sử dụng các loại tên lửa tiên tiến này để tăng cường sức gian đe trước Mỹ. Israel và các đối thủ khu vực, họ cũng dùng tên lửa để củng cố vị thế khu vực như việc hỗ trợ vũ khí cho Houthi ở Yemen hay cung cấp công nghệ cho lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Houthi đã dùng tên lửa Iran để tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út và nhắm vào tàu thuyền Israel trên biển đỏ. Ngoài ra, Iran còn chuyển giao công nghệ tên lửa cho lực lượng ủng hộ chính phủ Syria, giúp Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống quân nổi dậy. Các căn cứ ngầm của Iran tại Syria không chỉ là kho chứa vũ khí mà còn là nơi sản xuất tên lửa nội địa. Iran luôn khẳng định chương trình tên lửa của họ là để tự vệ trước các mối đe dọa từ Mỹ và Israel. Tuy không thừa nhận phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng việc Iran liên tục phát triển tên lửa tầm xa với khả năng mang đầu đạn nặng đã khiến phương Tây lo ngại. Sự kết hợp giữa tầm xa, khả năng cơ động cao và công nghệ phóng từ dưới lòng đất đang dần biến Iran thành một cường quốc tên lửa không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình Trung Đông và mối quan hệ giữa Iran và các nước lớn và đồng minh trong tương lai. Nga, làn sóng bạo lực Trung Đông chứng tỏ Mỹ đã thất bại hoàn toàn. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, làn sóng bạo lực ở Trung Đông hiện nay cho thấy sự thất bại hoàn toàn của chính sách Mỹ trong khu vực dưới thời Tổng thống Joe Biden. Vào đêm 1 tháng 10, quân đội Iran đã bắn 181 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở Israel. Mặc dù Israel cho biết phần lớn các tên lửa đã bị hệ thống phòng không của họ đánh chặn, nhưng nguồn tin từ Iran lại tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng quân sự của Israel đã bị thiệt hại đáng kể. Theo Iran, Cuộc tấn công này nhằm đáp trả vụ ám sát Ismail Haniyeh, lãnh đạo chính trị của Hamas hồi tháng 7, và vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Lebanon vào tuần trước. Israel đã cam kết sẽ trả đũa Iran và tiếp tục chiến dịch tấn công ở Lebanon. Bình luận về tình hình bạo lực leo thang, bà Zakharova chỉ trích chính sách của Mỹ tại Trung Đông và nói, màn kịch đẫm máu này chưa có dấu hiệu dừng lại. Những tuyên bố không rõ ràng từ Nhà Trắng chứng tỏ họ hoàn toàn bất lực trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng những nỗ lực của Ngoại trưởng Antony Blinken đã đi vào ngõ cụt. Xung đột ở Trung Đông bùng phát hồi tháng 10 năm 2023 khi Hamas tấn công miền Nam Israel từ giải Gaza. Israel đáp trả bằng một chiến dịch quân sự lớn nhằm xóa sổ Hamas. Hezbollah có trụ sở tại Lebanon và ủng hộ Hamas đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa qua biên giới, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi miền Bắc Israel. Mỹ đã công khai kêu gọi Israel giảm căng thẳng và thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở giải Gaza nhưng Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự. Theo các cơ quan y tế tại địa phương, số người Palestine tử vong ở dài Gaza vượt quá 41.000 người. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng Trung Đông một lần nữa lại đứng bên bờ vực của một cuộc xung đột lớn mà có vẻ như ai đó đang háo hức muốn nổ ra. Ông nhấn mạnh rằng nếu Mỹ không liên tục hỗ trợ Israel, cuộc xung đột này đã có thể kết thúc nhanh chóng khi Iran phóng hàng trăm tên lửa vào Israel đêm 1 tháng 10 và dạng sáng 2 tháng 10, hy vọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc có thể kết thúc chiến tranh ở giải Gaza và làm dịu tình hình ở Trung Đông đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Loạt tên lửa này được phóng ra sau khi Israel mở rộng các cuộc tấn công vào lực lượng thân Iran trong khu vực, bao gồm nhiều khu vực không kích nhằm vào các lãnh đạo hàng đầu của Hezbollah và lực lượng Houthi ở Yemen. Giờ đây, Tổng thống Biden có vẻ đang mắc kẹt giữa lời hứa chấm dứt chiến sự ở dài Gaza và tiếp tục ủng hộ Israel khi xung đột lại leo thang trên một mặt trận mới. Vào ngày 1 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành phần lớn thời gian trong phòng tình huống của Nhà Trắng. Tất cả là vì tình báo Mỹ vừa phát hiện Iran đang chuẩn bị tấn công tên lửa vào Israel để trả đũa cho vụ ám sát lãnh đạo Hezbollah Hassan Naralat. Trước tình hình căng thẳng này, ông Biden đã chỉ đạo quân đội Mỹ hỗ trợ Israel đối phó với cuộc tấn công sắp diễn ra. Khi người dân Israel vội vã chạy xuống hầm trú ẩn, quân đội Mỹ và Israel đã phối hợp chặn đứng hầu hết trong số gần 200 tên lửa mà Iran phóng ra. Ông Biden đã nói với báo chí tại Nhà Trắng vào chiều cùng ngày rằng vụ tấn công có vẻ đã bị đánh bại và không hiệu quả. Ông cũng nhấn mạnh, không phạm sai lầm nào, Mỹ hoàn toàn hỗ trợ Israel. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gọi cuộc tấn công này là một bước leo thang đáng kể từ phía Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng không ngần ngại tuyên bố rằng Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá cho hành động này. Kể từ khi Hamas thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ vào miền Nam Israel vào ngày 10 tháng 7 năm 2023, chính quyền Biden đã cố gắng dàn xếp một thỏa thuận giữa Israel và Hamas để giải cứu hàng trăm con tin. Tuy nhiên, cho đến nay, Hamas vẫn chưa chấp nhận thả những con tin còn lại, trong khi Israel không đồng ý rút lực lượng khỏi giải Gaza. Họ tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi Hamas không còn khả năng tấn công Israel nữa. Trong khi đó, Hezbollah đã phóng hàng ngàn rocket từ các căn cứ của họ ở miền nam Liban và miền bắc Israel, khiến khoảng 60.000 người dân phải sơ tán. Israel thừa nhận tên lửa Iran đánh trúng căn cứ không quân. Quân đội Israel thừa nhận vào ngày 2 tháng 10 rằng một số căn cứ không quân của họ đã bị tên lửa của Iran tấn công vào đêm 1 tháng 10. Dù vậy, họ nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công này không gây ảnh hưởng đến hoạt động của không quân Israel. Theo thông tin từ quân đội, tên lửa Iran đã đánh trúng các tòa nhà văn phòng và khu vực bảo trì trong các căn cứ, nhưng không gây thiệt hại cho máy bay chiến đấu, máy bay không người lái hay cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, không có thương vong lớn nào xảy ra trong cuộc tấn công, chỉ có hai thường dân bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Đây là lần đầu tiên Israel thừa nhận rằng tên lửa Iran đã đánh trúng căn cứ quân sự của họ. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã đánh chặn phần lớn tên lửa Iran, nhưng các video được công bố cho thấy một số quả đạn đã lọt qua lưới phòng không và phát nổ. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasrjadeh cho biết 90% số tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel, khẳng định rằng Tehran chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự của đối phương. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo rằng đây là lần đầu tiên họ sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fatah trong cuộc tập kích này. Tuy nhiên, quân đội Israel phản bác cho rằng không có tên lửa nào phóng vào nước này là mẫu siêu vượt âm như Iran đã công bố. Cuộc tấn công này là lần thứ hai trong vòng 6 tháng qua mà Iran thực hiện tấn công vào Israel. Sau khi hồi tháng 4, Iran đã phóng 300 tên lửa và máy bay không người lái về phía đánh thổ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel lúc đó tuyên bố đã đánh chặn thành công hầu hết vũ khí từ Iran.